Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Điền Quân thực hiện. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh lại quy hoạch của nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp Việt Nam với cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Chuyên mục kinh doanh cùng trao đổi với ông Tan Jitun, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam và ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG ASEAN về chiến lược dữ liệu lớn. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra khỏi quy hoạch chuyển đổi chức năng các cụm công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư nhưng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng, không có đường giao thông, môi trường, điện, thông tin liên lạc. Đây là nội dung về xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất chuyển một số cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch sang thành điểm công nghiệp đối với 9 cụm công nghiệp Bình Đăng, Hiệp Bình Phước, Đông Quốc lộ 1A, Hiệp Thành, Tân Thới Nhất, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Đông Thạnh và Phú Mỹ. Thành phố cũng đề xuất đưa ra khỏi lĩnh vực sản xuất công nghiệp 3 cụm công nghiệp Long Sơn, Tân Thới Nhì và Bình Khánh, đồng thời điều chỉnh giảm một phần diện tích các cụm công nghiệp Tân Túc, Xuân Thế Sơn A, Nhị Xuân và cụm công nghiệp Dương Công Khi. Bên cạnh đó, thành phố đã đề nghị chuyển từ cụm công nghiệp lên thành khu công nghiệp đối với 4 cụm công nghiệp là Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Đa Phước, Phạm Văn Cội và Bầu Trăng. Sau 4 năm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam đã được hưởng một số ưu đãi và có thêm nhiều cơ hội để tăng cường xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Thông tin được đưa ra tại hội nghị Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản tổ chức. Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản ký kết vào năm 2008 đã tạo ra một khung pháp lý ổn định cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may, thủy hải sản, thì ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ cũng được đánh giá là mặt hàng nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường Nhật Bản là một thị trường khó tính, luôn đòi hỏi nhiều sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt với mặt hàng dệt may. Cái thị trường này thì hết sức khó tính, nhưng người ta yêu cầu là chất lượng phải tốt, phải mẫu mã phải tốt và hơn nữa đáp ứng được cái xu hướng thay đổi về cái nhu cầu tiêu dùng. Và cái đó là cái thứ rất là khó khăn cho công tác marketing, tiếp thị, tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp muốn thâm nhập thị trường Nhật Bản cần nghiên cứu rõ vì thị trường này có những đặc thù như hệ thống phân phối phức tạp, chi phí xúc tiến thương mại cao và rào cản kỹ thuật với các sản phẩm rất khắt khe. Thưa quý vị, tại Đà Nẵng, trong chuỗi chương trình giao thương giữa các doanh nghiệp trên tuyến kinh tế hành lang Đông Tây vừa qua, doanh nghiệp Việt Nam và các nước bạn đã có cơ hội gặp gỡ, tăng cường liên kết hợp tác với nhiều ngành hàng, sản phẩm đa chủng loại. Chuỗi chương trình giao thương đã mở ra những điều kiện thuận lợi cho các giao dịch về thuế, dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm cũng như các hợp đồng ký kết giữa các doanh nghiệp. Trong đó, Thái Lan có số lượng doanh nghiệp tham gia đông nhất lên tới 45 doanh nghiệp với 51 gian hàng. Hội chợ lần này kết nối được với nhiều tỉnh thành của quốc gia chúng tôi. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn về kinh doanh, du lịch, đầu tư về rất nhiều loại hàng hóa. Trong cái khối này thì có cái hàng nông sản, rồi có cái hàng về nông nghiệp ấy, thì sẽ có cái hợp tác. Ví dụ như Thái Lan, người ta họ có thế mạnh về các cái sản phẩm, về các cái cây, củ quả, rồi mình cũng có cái thế mạnh của mình là có cái hàng về thủ công mỹ nghệ của Đà Nẵng, rồi kể cả thủy sản. Các doanh nghiệp trong tuyến kinh tế hành lang Đông Tây cho biết, hiện nay do chi phí sản xuất ở địa phương tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp có xu hướng mở rộng đầu tư ra các nước trong khu vực. Trong đó, thị trường Đà Nẵng đang có sức hút lớn đối với các doanh nghiệp này, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Thái Lan. Từ năm 2011 đến năm 2012, đồng bằng sông Cửu Long thu hút 1,6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chỉ chiếm 7,5% so với cả nước. Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại đồng bằng sông Cửu Long là 42.852 doanh nghiệp, trong số đó doanh nghiệp FDI chỉ khoảng 516 doanh nghiệp. Trước các con số này, các chuyên gia cho rằng tình hình thu hút đầu tư FDI của đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn rất nhiều hạn chế so với tiềm năng hiện có. Nguyên nhân khách quan được đưa ra cho vấn đề này là trong thời gian qua, chiến lược của các doanh nghiệp FDI chưa nhắm đến khu vực nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long. Còn nguyên nhân chủ quan xuất phát từ môi trường đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long chưa thật hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng giao thông lâu nay nó chậm phát triển, là làm cho cái chi phí từ cái khu vực này đi lên mấy cái nơi vận chuyển sang nơi khác nó đắt đỏ, cho nên các nhà đầu tư cũng chưa tìm đến. Thực tế, trong nhiều năm qua, khi cả nước nhập siêu, thì đồng bằng sông Cửu Long lại xuất siêu. Cụ thể, năm 2012, đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là mặt hàng lúa gạo và thủy sản.
nhập khẩu chỉ khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy tiềm năng đầu tư của vùng vẫn đang rất lớn. Tôi nghĩ có 4 cách tiếp cận để các nhà đầu tư Nhật Bản có thể đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long. Một là làm thế nào cung cấp được nguồn nhân công dồi dào với giá rẻ. Hai là chi phí, điều kiện ban đầu vào các khu công nghiệp dễ dàng hơn. Ba là xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu đường, giúp giảm chi phí vận chuyển. Cuối cùng là đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính. Sản phẩm về nông nghiệp, thủy sản, cây ăn trái phải tạo ra một quy mô lớn, đủ lượng để đáp ứng với thị trường. Nếu huy động được nguồn lực khoa học công nghệ, xây dựng hình ảnh đồng bằng sông Cửu Long mới, năng động, tích cực, đồng thời đưa ra thông điệp rõ ràng về những lĩnh vực đang thu hút đầu tư như chế biến nông thủy sản, công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, tin chắc rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt các nhà đầu tư. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Intel Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của hãng về dữ liệu lớn, Big Data và điện toán đám mây 2013. Với những đột phá gần đây ở cả phần cứng và mức độ phần mềm, Intel cam kết cung cấp cho ngành công nghiệp một nền tảng tốt hơn để từ đó có thể thúc đẩy các giới hạn của sự đổi mới, giúp doanh nghiệp quản lý khối dữ liệu lớn. Theo dữ liệu phân tích của IDC, dự đoán chi tiêu cho Big Data tại châu Á-Thái Bình Dương, không tính Nhật Bản, sẽ đạt 603 triệu đô la Mỹ vào năm 2013, tăng 42,6% so với năm 2012. Với vai trò là nhà cung cấp các sản phẩm máy hàng, máy cắt điện tử, máy phát điện, máy nén khí có uy tín trên thị trường, vừa qua công ty Antin đã giới thiệu dòng sản phẩm này tại triển lãm quốc tế về công nghệ hàn cắt và gia công kim loại lần thứ hai tại Việt Nam. Antin hiện là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm máy hàn máy cắt plasma mang thương hiệu Chassis có nhiều tính năng như hoạt động ổn định, tiết kiệm điện năng. Vào đầu tháng 9 tới đây, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm máy hàn mới, thương hiệu Unimic. Đây là sản phẩm được cải tiến dựa trên tình hình sử dụng thực tế tại Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty tăng cường hợp tác, cung cấp và tài trợ cho các đơn vị đào tạo nghề về lĩnh vực hàn. Tại triển lãm quốc tế Vietbuild, nhiều doanh nghiệp cho biết dù bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tình hình khó khăn chung của ngành vật liệu xây dựng, nhưng doanh nghiệp vẫn vượt qua được khó khăn nhờ chú trọng đến chiến lược phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Cụ thể, công ty Lê Trần vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh sản xuất ổn định từ năm 1999 đến nay với các sản phẩm chủ lực liên quan đến trần và vách ngăn như khung trần nổi CLTech, khung trần chìm MacroTech và Chenotech. Lê Trần còn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thanh trần nổi, thanh vách thương hiệu CKM và là nhà phân phối của công ty Boran Gibson Việt Nam, thành viên của tập đoàn Boran. Tại triển lãm quốc tế Vietbuild lần 2 năm 2013, đáp ứng xu hướng thiết kế và trang trí nội thất hiện đại, công ty trách nhiệm hữu hạn Ducy đã giới thiệu đến khách tham quan sản phẩm hoa trang trí Oshimiya mang phong cách hiện đại kết hợp nghệ thuật cổ điển phương Tây với nhiều sản phẩm như hoa vải, hoa gỗ, hoa chất liệu tự nhiên và tranh hoa. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp các sản phẩm trang trí nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ khác như thủy tinh, gốm sứ mỹ nghệ, đèn lồng trang trí nghệ thuật. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm và dịch vụ Ducy đều được chọn lọc, thiết kế tỉ mỉ nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm khác biệt và nổi bật khi sử dụng. Hiểu rõ nhu cầu liên lạc và truy cập Internet khi đi nước ngoài của khách hàng ngày càng cao, đặc biệt là giới doanh nhân, Mobifone đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh việc ký kết hợp tác với gần 400 mạng tại 140 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Để khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của Mobifone mỗi khi đi nước ngoài, Mobifone đã nghiên cứu và ban hành bản cước mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Theo đó, Mobifone đã thực hiện giảm giá cước chuyển vùng quốc tế tại 58 quốc gia, vùng lãnh thổ, với mức giảm cước từ 5 đến 45% so với mức cước hiện tại. Tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 13. Đây là sự kiện thường niên của ngành y tế Việt Nam do Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì. Tại triển lãm, công ty cổ phần dược Nature Việt Nam với sự liên kết của tập đoàn Vimedimax đã giới thiệu đến khách hàng những dòng sản phẩm an toàn cho sức khỏe như dầu khuynh diệp lòng mẹ, các loại dầu gió xanh. Các sản phẩm này được chiết xuất từ thiên nhiên, được bảo hộ độc quyền sáng chế và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP, GSP. Hiện nay, 80% sản phẩm của công ty phục vụ cho thị trường nội địa, 20% còn lại xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thank you.
Cơn bão suy thoái quét qua nền kinh tế những năm qua khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều cú sốc tài chính, cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, thay đổi phương thức kinh doanh nhằm tiếp cận khách hàng hiệu quả là việc ưu tiên hàng đầu của các CEO. Song sự bùng nổ dữ liệu với khối lượng gia tăng mạnh mẽ trên nhiều chủng loại, định dạng khác nhau đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp ở bất kể quy mô nào. Dữ liệu lớn, hay còn gọi là Big Data, đang là câu hỏi hóc búa trong bài toán đầu tư công nghệ tại các đơn vị có lĩnh vực hoạt động hướng đến người dùng cuối và các ngành có khối lượng giao dịch và dữ liệu lớn như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán, v.v. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Kinh doanh trong chương trình Nhịp cầu Doanh nhân ngày hôm nay với chủ đề Xây dựng chiến lược dữ liệu lớn, thách thức hay cơ hội cho doanh nghiệp Việt. Và hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Asia và ông Tân Ji Tun, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Câu hỏi thứ nhất tôi muốn hỏi đại diện IBM, ông đánh giá thế nào về vai trò của dữ liệu lớn trong doanh nghiệp ngày nay? Vài năm gần đây, chúng ta đã nghe nói nhiều đến dữ liệu khổng lồ. Trong năm 2012, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát và nghiên cứu hơn 1.000 doanh nghiệp từ hơn 100 quốc gia thuộc nhiều ngành nghề khác nhau để tìm hiểu xem doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo khai thác và sử dụng dữ liệu khổng lồ như thế nào. Kết quả rất đáng quan tâm. 50% doanh nghiệp cho biết họ sử dụng dữ liệu khổng lồ cho các mục tiêu liên quan đến khách hàng. Các giao dịch, các hoạt động tương tác, mạng xã hội, thẻ khách hàng thân thiết và các thông tin khác liên quan đến khách hàng đều góp phần tạo ra một bức tranh đầy đủ về sở thích và nhu cầu của khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ và dự báo hành vi khách hàng. Các đối tượng còn lại tập trung khai thác Big Data trong quá trình vận hành, tối ưu hóa hệ thống, nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý rủi ro, nhất là trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Cũng có doanh nghiệp sử dụng dữ liệu lớn để chuyển đổi mô hình kinh doanh và đẩy mạnh tính tương tác giữa các nhân viên với nhau hoặc giữa nhân viên với tổ chức. Điều đặc biệt là hơn 50% đối tượng khảo sát cho rằng dữ liệu khổng lồ đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách hàng hơn là giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp. Vâng, đó là ý kiến của ông. Vậy còn ý kiến của ông Tâm thì sao ạ? Theo tôi, dữ liệu lớn có vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với khu vực hành chính công trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử. Thông tin là yếu tố quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa các chính phủ, giữa chính phủ và các doanh nghiệp cũng như giữa chính phủ và người dân. Và dữ liệu lớn đóng vai trò quan trọng trong vấn đề bảo mật, tự động hóa và mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân. Vậy thì Big Data chỉ là tiến bộ công nghệ hay là giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp? Ông nghĩ sao về vấn đề này? Khi đề cập đến dữ liệu khổng lồ hay dữ liệu lớn, mọi người thường cho rằng đây là một khái niệm hoàn toàn mới, nhưng thực ra không phải như vậy. Khái niệm này đã được bàn luận trong những năm gần đây, nhưng chính sự bùng nổ thông tin đã khiến mọi người chú ý đến nó. Ngày nay, thông tin không chỉ đến từ các ứng dụng truyền thống, mà còn thông qua các công nghệ có dây và không dây. Không những thế, ta còn có thể thu thập thông tin từ mạng xã hội, nơi người ta trao đổi tin tức và cập nhật trạng thái, ví dụ như qua Facebook. Doanh nghiệp còn có hệ thống dữ liệu nội bộ khi họ phục vụ khách hàng và thông tin từ việc trao đổi với đối tác. Ngày nay, họ nhận ra rằng thông tin là vô cùng quan trọng và các tiến bộ khoa học công nghệ cho phép ta khai thác nguồn dữ liệu đó. Vấn đề đặt ra là làm sao có thể thu thập tất cả thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đó. Tôi nghĩ điều đó đang dần làm thay đổi cách các doanh nghiệp hoạt động. Vậy ông Tâm nghĩ sao ạ? Tôi cho rằng doanh nghiệp có thể tận dụng Big Data trong việc nghiên cứu khách hàng. Đồng thời, sự phát triển của Big Data tạo tiền đề cho các xu hướng công nghệ khác phát triển như ảo hóa, công nghệ điện toán đám mây, các giải pháp gắn kết thiết bị di động thông minh, các ứng dụng di động. Vâng, chúng ta có thể thấy những vai trò quan trọng của dữ liệu lớn. Vậy ngành nghề nào sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Big Data? Tôi cho rằng dữ liệu khổng lồ sẽ tác động đến hầu hết các ngành nghề. Khối chính phủ đang tìm cách để nâng cao hiệu quả tương tác với người dân, và điều quan trọng là họ phải nắm bắt được cảm nghĩ và những phản hồi từ người dân. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tìm cách đẩy mạnh hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, và họ buộc phải có tầm nhìn xa trong các lĩnh vực.
chẳng hạn như quản lý nguồn tài nguyên. Để làm được điều này, họ phải thu thập dữ liệu và tìm cách phân tích chúng để đưa ra những quyết định hiệu quả hơn về phương hướng hành động. Nhưng doanh nghiệp sẽ phải đầu tư rất nhiều để nghiên cứu và sử dụng Big Data, đúng không ạ? Điều này còn tùy thuộc vào việc họ muốn bắt đầu từ đâu. Nếu họ tập trung vào các dữ liệu hiện tại, thì họ có thể khai thác dữ liệu từ các ứng dụng truyền thống. Nếu họ muốn làm nhiều hơn thế, họ cần nghiên cứu dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc. Ngày nay, với những tiến bộ khoa học công nghệ, các doanh nghiệp có thể tận dụng dữ liệu phi cấu trúc. Về vấn đề đầu tư vào dữ liệu khổng lồ, các doanh nghiệp và tổ chức có thể khai thác dựa trên nguồn lực của công ty mình hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ. Cách làm này sẽ giúp họ quản lý chi phí đầu tư khi sử dụng dữ liệu khổng lồ. Vâng, các doanh nghiệp phải quản lý dữ liệu lớn, nhưng đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là ngành ngân hàng. Tôi nghĩ các công ty mới khởi nghiệp không cần tự mình đầu tư vào dữ liệu lớn. Họ có thể chia sẻ dữ liệu bằng cách lưu trữ chúng trên đám mây hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Một báo cáo khảo sát về Big Data của TCS cho thấy chi phí dành cho nó chiếm đến 42%, trong khi chi phí dành cho các bộ phận chức năng như sản xuất, hậu cần, tài chính và nhân sự chỉ chiếm tổng cộng 30%. Vào thời gian đầu, các doanh nghiệp phải chấp nhận bỏ ra một khoản lớn cho việc hỗ trợ triển khai dữ liệu lớn, gấp 20 lần dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông thường doanh nghiệp. Theo báo cáo của Gartner, các chi phí chủ yếu tập trung ở các mảng như truyền thông, phân tích mạng xã hội và phân tích nội dung. Tuy nhiên, về sau thì các doanh nghiệp không cần tốn chi phí vận hành và đầu tư thêm cho Big Data, lại có thể tận dụng những cơ hội mà nó đem lại để phát triển và chuyển đổi doanh nghiệp phù hợp với xu thế mới. Trước nguồn dữ liệu thông tin thị trường khổng lồ và đa chiều, mọi doanh nghiệp đều có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng để chắt lọc và khai thác tốt, liệu rằng có dễ dàng? Vậy ai sẽ là người sát cánh cùng CEO để tận dụng triệt để mọi cơ hội từ nguồn dữ liệu thông tin khổng lồ này? Quan điểm hồi trước là giám đốc công nghệ thông tin, tức là chỉ tập trung về hỗ trợ những cái phần về công nghệ. Nhưng hiện nay, với cái sự phát triển của công nghệ ngày càng rất là nhanh, đặc biệt là những cái xu hướng mới dùng công nghệ thông tin để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và dùng công nghệ thông tin là một cái kênh để tiếp cận với khách hàng của mình, thì vai trò của giám đốc công nghệ thông tin CIO ngày càng trở nên quan trọng. Dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có, CIO đang dần trở thành người bạn đường tin cậy, giúp CEO kết nối với khách hàng một cách chặt chẽ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng và thậm chí khách hàng của đối thủ, đồng thời tạo ra sản phẩm đòn bẩy mới, đáp ứng nhu cầu thị trường một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Đoạn phóng sự vừa rồi cho thấy vai trò mới của CIO hiện nay. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị cho xu hướng mới này như thế nào? CIO ở Việt Nam hiện nay không chỉ quan tâm đến khía cạnh công nghệ của các phần mềm, phần cứng hay mạng Internet, mà họ còn phải am hiểu về các xu thế mới và hỗ trợ cấp lãnh đạo, chỉ ra cách cung cấp dịch vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Họ cần phân tích dữ liệu từ người dân, doanh nghiệp và thậm chí là từ những nguồn khác nữa, sau đó báo cáo lại với lãnh đạo. Vâng, tôi đồng ý với anh rằng vai trò của các CIO ngày càng trở nên quan trọng theo thời gian. Giờ đây các CIO không chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm về mảng công nghệ thông tin nữa. Họ đã trở thành các nhà tư vấn cho các CEO, cập nhật thông tin về các xu thế hiện nay, cũng như tư vấn làm sao để áp dụng các xu thế đó nhằm mang lại doanh thu cho công ty. Tôi nhận thấy điều này đã bắt đầu diễn ra ở các ngân hàng và các công ty viễn thông Việt Nam. Họ đang đi theo xu hướng Big Data, bắt đầu học cách khai thác các thông tin chiến lược để hỗ trợ cho công việc kinh doanh, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Vai trò của các CIO không chỉ là làm sao để tối ưu hóa hệ thống nữa. Lời khuyên của tôi đó là các công ty mới nên bắt kịp với xu thế dữ liệu khổng lồ bằng cách lên kế hoạch để thu thập dữ liệu. Khi thông tin được thu thập đầy đủ, các doanh nghiệp sẽ có thể thay đổi mô hình kinh doanh cũng như tăng khả năng cạnh tranh. Big Data rất quan trọng và là một xu hướng mới. Đó cũng là thách thức với CIO. Trong giai đoạn mới này, điều gì khiến các CEO và các CIO quan tâm nhất? Vâng, trọng tâm của doanh nghiệp là gì?
nguồn doanh thu lớn nhất mà các CEO đang tìm kiếm là gì? Một khi bạn có câu trả lời cho các câu hỏi đó, bạn sẽ hiểu được những lĩnh vực nào của dữ liệu khổng lồ mà chúng ta nên tập trung vào. Ví dụ khi một khách hàng nói, tôi cần hiểu được cách làm thế nào xử lý một báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần tìm hiểu cách thức nhằm thu thập thông tin từ hệ thống tài chính của khách hàng đó. Hoặc như khách hàng của bạn muốn biết về phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm mới, thì bạn cần phải lắng nghe và nắm bắt được thông tin từ Internet. Với những gì đang diễn ra, công nghệ mà doanh nghiệp muốn sử dụng phải thực sự khác biệt. Đó chính là câu hỏi quan trọng nhất cần được trả lời. Tôi lấy ví dụ ngành ngân hàng ở Việt Nam. Vấn đề quản lý tiền mặt cách đây 20 năm thực sự là một vấn đề lớn cho cả ngân hàng nhà nước lẫn tư nhân. Chuyển nhượng, trả lương nhân viên, các giao dịch xuất nhập khẩu, các hoạt động mua sắm hàng ngày, kinh doanh, mua nhà, tất cả đều được chi trả bằng tiền mặt. Vấn đề này kéo theo sự nhọc nhằn của các tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, hiện nay mọi thứ đã được đưa lên Internet, bao gồm cả hệ thống thanh toán. Chính phủ hiện đang hỗ trợ các dự án hiện đại hóa khu vực ngân hàng nhằm giảm thiểu lượng tiền mặt lưu thông. Các ngân hàng thương mại không chỉ cung cấp hệ thống thanh toán cho doanh nghiệp hay nhà nước, mà còn hướng đến những dịch vụ mới, kết hợp những công nghệ tiên tiến vào hệ thống ngân hàng bán lẻ của mình. Và khuynh hướng của ngân hàng điện tử trên điện thoại thông minh đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc, cách chúng ta nắm bắt khách hàng. Trong 5 năm qua, chúng ta đã nói về Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking. Tất cả chứa đựng một dữ liệu khổng lồ, nhưng bằng cách nào có thể sử dụng được lượng dữ liệu khổng lồ này? Làm cách nào để quản lý tài sản, xác định khách hàng trọng tâm, cũng như biết được hành vi khách hàng trong 5 năm tiếp theo? Bằng cách nào có thể lọc ra các thông tin về giới tính, về các dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe hay dịch vụ ngân hàng? Đó là lý do dữ liệu lớn mang lại giá trị. Những CIO sẽ giúp quản lý dữ liệu này và hỗ trợ cho CEO. Tôi không phải là một CIO, nhưng với vai trò là một CEO, tôi nghĩ điều quan trọng đó là sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Đúng, những CIO ngày nay cần xem xét mọi thứ nhằm đảm bảo tất cả phải được quản lý tốt và hiệu quả. Vâng, theo kết quả báo cáo tại diễn đàn dành cho CIO ở Massachusetts, các chuyên gia đã đưa ra tiên đoán về xu thế phát triển công nghệ và sự thay đổi vai trò CIO trong tổ chức. Đến năm 2020, vai trò của các CIO sẽ chuyển dịch trở thành nhà điều hành hoặc hoạch định chiến lược thay vì giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. CIO sẽ là cố vấn cho CEO trong việc đổi mới hay hoạch định chiến lược để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, kể cả trong kinh doanh, tài chính, vận hành, cung ứng và nhân sự. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thuộc dạng vừa và nhỏ, với nguồn ngân sách và nhân lực hạn hẹp. Vậy theo ông, các CIO có thể hỗ trợ như thế nào để giải quyết thách thức lớn này? Tôi nghĩ thách thức chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam đó là việc tạo quỹ và nguồn nhân lực. Họ cần có một kế hoạch dài hạn. Để làm được điều đó, họ cần tận dụng những nguồn lực sẵn có và cố gắng mở rộng các nguồn lực này trước khi tìm kiếm những nguồn lực khác. Họ cần hiểu được tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu để biết làm thế nào tối ưu hóa hoạt động của mình. Một khi nhận thức được điều đó, họ sẽ có khả năng hiện thực hóa nó. Nếu bạn hướng đến hoạt động xoay quanh khách hàng, bạn cần có những thông tin cần thiết và những cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương thích để hỗ trợ. Và theo thống kê của VCCI Việt Nam, có đến hơn 80% doanh nghiệp của Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một nhầm lẫn phổ biến đó là khái niệm dữ liệu lớn chỉ thích hợp với các công ty lớn. Thực sự thì thông qua các tiến bộ công nghệ và các nguồn mở ngày càng phổ biến, ngày một nhiều hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thu thập những dữ liệu lớn nhằm thúc đẩy hoạt động điều hành công ty. Rất cảm ơn những kinh nghiệm quý báu từ hai vị khách mời và một lần nữa cảm ơn hai ông đã dành thời gian tham gia cùng chương trình. Đến đây chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới phát sóng vào lúc 9:45 sáng thứ Bảy trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt.